X51 Story mến chào quý thính giả. Trong dòng lịch sử Việt Nam, người ta chỉ thường nhắc đến những vị nam tử anh hùng, xả thân bảo vệ Giang Sơn xã Tắc chứ ít khi nào nhắc đến những người phụ nữ, cũng vì hai chữ, Giang Sơn, mà dám dùng tính mạng của mình hy sinh để bảo vệ. Một trong số những người phụ nữ có tấm lòng cao cả đó chính là vị phi tần của vua trong câu chuyện có thật nhưng nhuốm màu thần thoại dưới đây. Nàng đã chấp nhận gieo mình xuống dòng nước giữ để làm vợ cho thủy thần với mong mỏi thủy thần sẽ giúp chồng mình giữ nước. Mặt khác nàng làm vậy cũng là để chồng sắc phong cho đứa con trai của mình trở thành người kế nghiệp nối ngôi. Vị phi tần đó không ai khác chính là Phạm Thị Ngọc Trần, hay còn được gọi là Phạm Hiền Phi hoặc Cung Từ Cao Hoàng Thái Hậu. Cung Từ Qua Mục Quốc Thái Mẫu Hoàng Thái Hậu Phạm Thị Ngọc Trần, người làng Quần Lai, huyện Lôi Dương, nay là làng Quần Lai, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bà gốc họ Trần, con Trần Hoành và bà Trịnh Thị Ngọc Liễu, em gái khai quốc công thần thiếu úy, Phú Hưng Hầu Trần Vận. Bà Phạm Thị Ngọc Trần sinh ra trong một gia đình châm Anh thế Việt. Theo tài liệu của nhà sử học người Pháp Louis Bazassier, bà sinh vào năm Bính Dần, tức năm 1386, kém vua Lê Thái Tổ 1 tuổi. Bà về làm vợ vua Lê Thái Tổ từ nhỏ, cùng chồng lo tích trữ lương thảo, chiêu hiền đại sĩ, thu nạp nhân tài đợi thời cơ khởi nghĩa. Nhưng trước khi Lê Lợi chính thức lên ngôi vua, bà phải theo chồng bôn ba khắp nơi, chịu nhiều gian khó. Bởi lẽ vào mùa xuân năm 1418, Lê Lợi đã tự xưng Bình Định Vương và đồng thời kêu gọi các nhân tài hào kiệt và dân nước Nam đồng lòng đứng dậy khởi nghĩ chống quân Minh xâm lược từ phương Bắc. Thế nên, với cương vị là vợ của Bình Định Vương, Phạm Thị Ngọc Trần cũng không ít lần vào sinh ra tử cùng chồng, bôn ba đây đó khắp nơi mà phò tá cho ông. Không những vậy, bà còn sớm trực tiếp thay chồng đảm nhận trách nhiệm về việc quân lương, đồng thời cũng đứng ra chỉ đạo các đội nữ binh tại trại Như Áng, Lam Sơn. Thậm chí, vào những năm 1418 đến năm 1424, hoạt động khởi nghĩa của Lê Lợi diễn ra vô cùng khó khăn, đứng trước nguy cơ tan vỡ, nào là đói kém, không đủ áo quần cho binh lính mặc. Trước tình cảnh ấy, Phạm Thị Ngọc Trần đã thể hiện tấm lòng tận tụy của mình khi luôn sát cánh, động viên binh sĩ. Bà còn tìm mọi cách để cung cấp thương thực và quần áo cho nghĩa quân để họ có thể tiếp tục sát cánh cùng chồng mình. Vì vậy, có thể nói cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi thành công về sau, một phần cũng nhờ sự đóng góp không nhỏ của Ngọc Trần. Đến ngày 10 tháng 11 năm 1423, Phạm Thị Ngọc Trần hạ sinh một người con trai, đặt tên là Nguyên Long. Hạnh phúc với vai trò là mẹ chưa bao lâu thì bà đã phải vất vả ôm đứa con nhỏ chưa đầy một tuổi chạy trốn theo chồng bởi quân Minh đã có ý định tấn công Lam Sơn. Từ đây, những cuộc di chuyển của bà cùng con trai theo chồng lại bắt đầu, hết nơi này đến nơi khác, vất vả và kham khổ vô cùng. Đến khi Lê Lợi có ý định tiến đánh thành Nghệ An thì bi kịch của cuộc đời bà mới bắt đầu xảy ra. Trong cuốn Lam Sơn Thực Lục của Hồ Sĩ Dương có chép về sự việc này như sau. Vào tháng 3 năm 1425, Lê Lợi tiến quân vây đánh thành Nghệ An, nhưng giặc Minh ra sức chống giữ quyết liệt. Trước sự chống cự quá lớn của địch, Lê Lợi phải tạm đóng quân doanh tại đền thờ thần phù hộ bên bờ sông Lam thuộc làng Trào Khẩu, huyện Hưng Nguyên, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Đêm hôm, khi ngủ trong đền thờ thần, Lê Lợi đã nằm chiêm bao thấy một vị thần hiện về báo mộng và nói với mình rằng: "Tướng quân nhường cho tôi một người thiếp, tôi hứa hết sức phù hộ tướng quân đánh thắng giặc, giữ vững nghiệp đế." Tỉnh dậy, trong lòng phân vân nửa thực nửa hư, đến khi nhớ lại những sự kiện linh thiêng của các bậc tiền nhân như Vũ Phục nhảy sống tế thủy thần giúp được vua nhà Lý chữa khỏi bệnh về mắt, hay Lý Thường Kiệt dàn trận đánh quân Tống, nói rằng có vị thần căn dặn ngâm thơ giúp đổi giặc. Quả nhiên hôm sau quân ta phá được giặc Tống bên sông Như Nguyệt nhờ bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, Lê Lợi bèn nghĩ: "Hôm nay biết đâu chỉ cần thí một người là ông có thể cứu sống muôn người và thu về lại được Giang Sơn nước Nam." Sáng hôm sau, Lê Lợi chiều gọi tất cả những người vợ của mình đến, bao gồm cả Phạm Thị Ngọc Trần, rồi nói: "Có ai chịu đi làm vợ thủy thần không? Sau này khi ta lấy được nước, sẽ lập con của người đó làm thiên tử." Nghe xong, các nàng phi tần đều im lặng đắn đo, duy chỉ có Phạm Thị Ngọc Trần khi khái quỳ xuống tâu với chồng: "Nếu Minh Công giữ lời hứa, thì thiếp nguyện xả thân, ngày sau làm nên nghiệp lớn chớ phụ con của thiếp." Nghe được những lời này từ người vợ mình hết mực thương yêu, Lê Lợi cảm thấy xót xa vô cùng nhưng cũng đành nhắm mắt mà tế nàng làm vợ thủy thần. Năm đó, con trai Nguyên Long của ông và bà chỉ vừa 2 tuổi. Chẳng bao lâu, sau khi Phạm Thị Ngọc Trần nhắn gửi gắm đứa con trai bé bỏng của mình cho những người thân cận nuôi dưỡng săn sóc, bà liền gieo mình xuống dòng sông Lam để tế thần. Hôm đó là ngày 24 tháng 3 năm 1425. Quả nhiên, sau khi Phạm Thị Ngọc Trần gieo mình xuống sông tế thần thì cuộc khởi nghĩa chống quân Minh của Lê Lợi diễn ra vô cùng thuận lợi. Đánh đâu thắng đó và sớm đổi sạch giặc ra khỏi bờ cõi nước Nam, Lê Lợi sau đó cũng xưng vua. Tiếp đó, để nhớ ơn huệ của người vợ hy sinh cao cả vì xã tắc của mình, Lê Lợi đã sai người rước quan tài của Phạm Thị Ngọc Trần mang về Thanh Hóa chôn cất và xây dựng nơi thờ phụng. Nhưng khi quan tài chỉ vừa đến xã Thịnh Mỹ, một hiện tượng lạ đã xảy ra là chỉ qua một đêm, xung quanh quan tài đã bị mối đùn thành một đống đất cao trông như nấm mộ. Nghe tin này,
Lê Lợi biết đây là ý trời nên sai người chôn cất quan tài Phạm Thị Ngọc Trần ở đó luôn và xây dựng điện hiến nhân để thờ, đồng thời lập miếu, lập thần trụ ở Lam Kinh để cúng tế. Dù cho đã trọn vẹn nghĩa tình như thế nhưng lời hứa năm xưa là lập con trai của Phạm Thị Ngọc Trần là Nguyên Long thành người nối dõi, Lê Lợi lại không giữ, ông đã quên mất người con trai này. Cho đến khi trong một giấc ngủ trưa, Lê Lợi chợt nằm mộng thấy Ngọc Trần hiện về oán trách rằng, Đức Hoàng phụ công của thiếp, từ hồi mới khởi binh dẹp loạn, đã đem thiếp cho vị thần. Nay được thiên hạ rồi mà ơn thánh chẳng được hưởng. Giật mình tỉnh dậy, lòng bồi hồi lạ thương rồi Lê Lợi ngay lập tức sai người ban chiếu lập Nguyên Long làm con trai trưởng, sẽ kế nghiệp nối ngôi khi mình qua đời. Năm 1433, Lê Lợi, lúc này là vua Lê Thái Tổ, băng hà, Nguyên Long trở thành vua mới, lấy hiệu là Lê Thái Tông. Sau đó vì biết ơn người mẹ quá cố đã hy sinh cao cả nên mình mới có ngày hôm nay. Lê Thái Tông truy phong Phạm Thị Ngọc Trần thành cung từ quốc Thái Mẫu. Đến tháng 2, năm Thiệu Bình thứ tư, tức năm 1437, ông lại tiếp tục truy tôn mẹ mình thành cung từ Quang Mục Hoàng Thái Hậu thờ phụng ở Thái Miếu. Về sau người ta đều gọi bà là cung từ Cao Hoàng Hậu. Tháng 8 năm Quang Thuận thứ nhất, Canh Thìn, tức năm 1460, vua Lê Thánh Tông ra lệnh những người nguyên là họ Trần phải đổi sang họ Trình vì kiêm tên húy của bà nội vua. Bởi chữ Trần họ và chữ Trần là tên của bà cùng âm, cùng dạng tự nên khi nói và viết đều tôn xưng là Phạm Hoàng Thái Hậu. Truyền thuyết trong nhân gian kể rằng, vào đời Cảnh Hưng, Lê Hiền Tông năm 1740 đến 1786, một năm sông Lương, tức sông Chu, lụt to liền 3-4 cái. Quan tài của Hoàng Thái Hậu nổi lên trôi theo dòng nước đến vùng sông thuộc làng Hương Phấn, xoay mấy vòng như dừng chân rồi theo dòng nước về Láng Động Thượng thì nằm lại vùng đất thiêng này. Nhân dân mai táng bà và lập đền thờ cúng gọi là đền quốc Thái Mẫu Hoàng Thái Hậu. Đền thờ được người dân coi trọng linh thiêng và đứng đầu trong ngũ linh thần miếu ở huyện Lôi Dương, nay là huyện Thọ Xuân. Tương truyền, đền được làm bằng gỗ, gồm 5 gian, chạm trổ hoa văn, mái lợp ngói mũi, hiện nay còn ngói, nhà hậu cung 3 gian, bằng gỗ lợp ngói. Nhà tiền đường cách nhà hậu cùng một khoảng sân nhỏ rộng chừng 3 mét, trước nhà tiền đường là sân gạch rộng có 4 cột nanh, đầu cột nanh có nghe trầu, hai bên có tượng hộ pháp giữ đền. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.